Xin chào mọi người, mình là Quế Anh ha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng sedan. Bên cạnh mình đây là chiếc Kia Cerato ha, đời 2018. Chiếc này là bản 1.8 số tự động ha. Thì bây giờ chiếc xe này thì đi được 46.000 km rồi. Giá thì mình sẽ công bố ở cuối video. Bây giờ mình sẽ đi một vòng xung quanh xe xem trước nha. Xe này được sở hữu nước sơn là màu bạc ha. Biển số là biển số Bình Phước ha mọi người, 93A11816, biển số cũng khá là dễ nhớ. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người đi vào chi tiết xe ha. Đầu tiên thì mình sẽ cái xe này có 4 cái mắt cảm biến trước. Cái này tăng cái độ an toàn cho xe mình ha. Rồi mình coi cái độ hao mòn lốp ha. Mâm thì còn khá là mới ha mọi người. Mâm này là 17 inch. Tép của nó là để mình tìm. Từng thứ một của 2019 ha. Rồi. Mình sẽ kiểm tra keo chỉ của cửa trước ha. Xe này đã được gắn cái về che mưa rồi và được dán phim luôn rồi. Rồi mình kiểm tra keo chỉ giúp em. Tất cả các dòng xe bên mình đều cam kết là xe đẹp, không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước ha. Và bên mình có hỗ trợ trả góp cho các dòng xe từ đời 2013 trở lên ha. Mình góp mà mình vay 70% giá trị xe do ngân hàng định giá ha. Mình có cái nẹp bước chân. Mình kiểm tra ốc cửa giúp em. Rồi, ok. Mình kiểm tra cửa sau luôn ha. Nội thất thì ghế là màu da ha mọi người. Màu kem da còn rất là mới luôn. Mình đã được lót cái sàn simili ha. Rồi. Trần này thì mình đã được bọc trần luôn rồi ha. Nắp bình xăng này đã được chủ trước ốp một cái lớp inox ha. Đây được ốp chiến cửa luôn. Đèn thì cũng được chủ trước ốp những cái lớp inox, nhìn nó rất là sang trọng ha. Bây giờ mình mở. Về phần đuôi xe á, xe này đã được trang bị là camera lùi ha mọi người ha. Ok, với lại 4 cái mắt cảm biến. Rồi bây giờ mình mở cốp nha. Mình thấy là khoang hành lý nó khá là rộng đó. Mình kiểm tra cho chị ốc cốp giúp em nha. Đây là lớp sơ cua và cái bộ đồ nghề ha. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cốp lại, mình kiểm tra cái phần khoang lái ha. Ghế tài của mình thì nó được chỉnh điện á. Khi mà mình lên mình bật máy thì nó sẽ cho cái ghế nó quay về cái chế độ mà mình đã set lúc trước ha. Thì quay vô đây giúp em. Xe đã đi được 46.900 nè. Vậy là khoảng 47.000 km ha. Rồi, mình có được trang bị là cái thảm táp lô nè. Rồi, táp lô thì đẹp ha, không trầy. Đây là các cái tính năng trên xe mà được tích hợp ở trên vô lăng ha.
xe này ở phân khúc C nên nó có khá là nhiều cái tính năng này, chắc cruise control nè, cái này là chân ga hành trình ha. Vô lăng thì đã được bọc vô lăng rồi nè. Rồi mình sẽ đây là một cái gương chống chói ha. Rồi mình quay xuống màn hình giúp em. Màn hình tự động ha, màn hình cảm ứng ha. Điều hòa này là điều hòa hai vùng độc lập, nghĩa là mình có thể chỉnh nhiệt độ vùng bên lái và bên phụ khác nhau. Khi mà mình muốn đồng bộ thì mình nhấn vào cái nút sim này ha. Rồi đây là hộc để đồ và bệ tì tay. Xe được trang bị cho mình là cái cửa sổ trời ha, mình mở cửa sổ trời cho các bạn xem nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lên khoang động cơ ha. Động cơ của em này là 1.8 máy xăng ha, số tự động. Rồi mình kiểm tra giùm em là ốc, keo chỉ. Chưa có bung tháo ha, còn lớp sơn ở trên luôn, xe còn rất mới ạ. Vâng, bây giờ mình sẽ đóng cái nắp capo lại ha. Bây giờ mình sẽ nhắc lại thông tin xe này một lần nữa cho các bạn nắm ha. Thì đây là chiếc Kia Cerato màu bạc đời 2018, 1.8 số tự động ha. Thì đi được 47.000 km, giá bên mình đang rao là 520 triệu còn thương lượng. Anh chị nào mà thích cái xe này á, thì mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới ha. Hoặc là bên em còn rất là nhiều xe, hoặc là mình muốn tìm một cái xe nào đó ưng ý nhất với mình á, thì có thể xem qua các cái video tổng hợp trên kênh của em á. Em để đường link bên dưới mọi người nhấp vào xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và nếu như yêu thích thì có thể cho mình xin một like và một subscribe nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.